Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như Hy Vọng rồi. Như Hy Vọng rồi. Ông chơi vui không? Trong thời bình nghề lính rất cao xa, có phải lính thời nay chẳng sợ gió, không có đơn đau, không phải hy sinh. Tổ quốc nơi chúng tôi đang thường thành xuân cho đất nước. Chưa bao giờ người lính biết kể công, đó là khái niệm hoàn toàn xa lạ đối với bộ đội Cụ Hồ. Bởi quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, chọn đời cống hiến phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Có phải lính thời nay chẳng xinh dáng, không có đến đâu, không phải nhẹ quá, nhẹ quá. Tổ quốc ơi, chúng tôi luôn thầm lặng hiến thanh xuân cho đất nước thành bình. Thời chiến ngày của mình, người chiến sĩ vẫn bắt bóng ra ngoài gió, vẫn chịu nhiều gian khổ, thậm chí hy sinh. Tháng 10 năm 2020, 13 đồng chí, trong đó có 11 cán bộ quân đội đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn các công nhân tại công trình thủy điện Rào Trăng Ba, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các anh như những ánh sao tỏa sáng trong đêm mưa lũ, không kể nhân tố, bất chấp gió mưa, khó khăn nhiều nơi, hiểm nguy sinh tử. Bởi trong tim là mệnh lệnh không lời, còn phía trước là nhân dân. Các anh đã vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Trước thử thách của vị trí, bộ đội Cụ Hồ luôn đi đầu trong cuộc chiến không tiếng súng. Bộ đội dựng lán ngủ rừng, nhường doanh trại cho người dân cách ly, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho nhân dân như người thân trong gia đình, sát cánh với các địa phương phòng chống dịch. Cán bộ chiến sĩ vì nhiệm vụ chung phải gác lại những nỗi niềm riêng, niềm vui riêng và cả nỗi đau riêng. Là hạnh phúc lấy đôi phải gác lại chờ ngày chung vui, là nỗi đau cha mẹ người thân qua đời không thể về làm trở lại. Nhân dân cần bộ đội Cụ Hồ đều có mặt trong bất luận hoàn cảnh nào, ở bất cứ nơi đâu. Chính vì vậy, đừng vô tâm khi so sánh bộ đội với bất cứ người nào, nếu đây là một nghề nhân cao hay cao sang. Các bạn trẻ hãy đăng ký thi vào các trường quân đội. Quân đội nhân dân Việt Nam đang chào đón những ai đủ đức đủ tài để phục vụ tổ quốc, phục sự nhân dân. Vui không? Có cái ghế nào không? Cô ngồi mình nhé. Thế là rất là căng thẳng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất là căng thẳng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái này nó hay quay lắm kìa. Rồi, về thủ đi. Hai.